À, xin chào tất cả quý khách nha. Thì hôm nay shop em có một cặp loa FPT G-Max 110A. Loa này được sản xuất tại Italy, made in Italy luôn nha anh chị nha. Được sản xuất tại Italy. Thì đây là một cặp loa FPT G-Max 110A với công suất là 900W. Thì em đang có một cặp loa neo nguyên thùng như thế này. Tình trạng nguyên zin, đẹp như mới nha anh chị nha. Nguyên thùng nguyên kiện, nói chung là nguyên đai. Loa neo tình trạng còn đẹp như mới, còn nguyên bị nguyên đồ cho anh chị nha. À, còn đẹp khoảng tầm 95% nha anh chị nha. Thì anh chị có nhu cầu quan tâm tới dòng loa FPT này, inbox cho em. Em đang thanh lý cặp này với giá rất là tốt. Em xin nhắc lại là cặp này là line new nha. Qua sử dụng nói chung là tình trạng còn đẹp như mới nè quý anh chị. Em sẽ quay cận cảnh cho anh chị cùng xem nha. Này, loa được made in Italy. Anh chị em nào nhanh tay thì inbox cho bên em để được sở hữu cặp loa FPT G-Max 110A như thế này nha. Em đang thanh lý với giá rất là tốt. Giá mới là 57 triệu một cặp nha. Thì em đang thanh lý lại với giá rất là tốt. Anh chị chỉ cần gọi theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Em đang thanh lý cặp này với giá rất là tốt. Cho nên anh chị nào nhanh tay thì sẽ được cặp line new này với giá rất là tốt nha. Cứ inbox cho em. G-Max 110A được sản xuất tại Italy. FPT này dùng hát karaoke tại nhà thì quá đỉnh, quá tuyệt vời luôn nha các bạn. Em sẽ bóc cái con loa ra ra nha. Em đang có một cặp line new cho nên là thanh lý. Các hộ gia đình hoặc các anh em nào làm sự kiện âm thanh có nhu cầu thì inbox ngay để được sở hữu cái con loa G-Max 110A này. Full box, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng. Một cặp loa G-Max Line New như video em quay nha. Tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp trên đẹp 95%. Loa này được sản xuất tại Italy. Loa rất đẹp và rất mới nào quý anh chị. Em đang thanh lý giá tốt lắm nha, cho nên là anh chị nhanh tay nha. Nguyên thùng luôn nha các bạn. Loa thì anh chị xem qua video cận cảnh luôn. Đấy, như mới. Công suất là 900W. Loa 2 tấc rưỡi, loa tuy nhỏ nhưng mà kêu hơn loa 4 tấc, 5 tấc rất là nhiều nha các bạn. Dòng FPT này thì rất là nổi tiếng hàng châu Âu cho nên là mình yên tâm về chất lượng luôn nha. Rất mới và rất đẹp. Thì qua sử dụng thì sẽ có một vài khuyết điểm nho nhỏ nha, quan trọng là nhiều hay là ít thôi. Quan trọng là khuyết điểm nhiều hay ít và độ đẹp, độ tuyệt vời tới đâu thì vì mời anh chị cùng xem video này. Đó, đây là một cặp G-Max 110A được sản xuất tại Italy, line new. Giá mới bên shop em đang bán là 57 triệu một cặp nha. Thì em đang thanh lý lại với giá rất tốt. Anh chị chỉ cần hotline theo số điện thoại 0386 282 707 để biết thêm về chi tiết hàng em thanh lý. Đây là lo này được nhập khẩu hải quan chính ngạch đàng hoàng nha anh chị nha, không phải lo lậu nha. Có công ty nhập khẩu đàng hoàng. Đây là tem của công ty nhà phân phối và nhập khẩu, có số series và mã đầy đủ. Hiện tại trên thị trường này anh em đang là nhập lậu về bán rất là nhiều nha, nhưng mà những cái hàng đó thì không bảo đảm và không chất lượng, cũng không uy tín ha. Mua thì nhiều khi hư là phải tự chịu. Còn ở đây em bán là có nhà phân phối và nhà nhập khẩu đàng hoàng cho nên là khi anh chị mua yên tâm về chất lượng cũng như là chế độ bảo hành. Hư tới đâu bảo hành tới đó. Nhưng mà đồ thương hiệu này thì chắc chắn với lại anh chị một điều là để hư nó thì rất là khó nha. Đồ châu Âu thì đồ thương hiệu được sản xuất tại Italy thì chúng ta hiểu rồi, không như ba cái đồ loa Trung Quốc xài một vài bữa, một vài tháng mà hư ha. Dòng FPT này xài thì em bao hư với anh chị luôn nha. Đồ thương hiệu nổi tiếng thì chúng ta dùng cho nên là rất yên tâm về chất lượng. Đó, anh chị xem này.
G-Max 110A được sản xuất tại Italy với công suất là 900W một chiếc. Loa tuy nhỏ nhưng mà kêu rất là khủng khiếp, kêu rất là to, công suất cực đại luôn. Rồi, cảm ơn anh chị đã dành chút ít thời gian để xem clip nha. Có nhu cầu cứ inbox cho em. Em đang có một cặp duy nhất để thanh lý thôi, còn lại bao nhiêu là em bán hàng new hết nha. Thì cặp này em thu lại của khách vừa mua mới có mấy tháng thôi, cho nên là em thu lại, cho nên là em đang thanh lý lại với giá rất là tốt. Cho nên anh chị có nhu cầu cứ nhanh tay liên hệ để được sở hữu một cặp loa hát karaoke tại nhà cũng như là anh em làm âm thanh. Muốn sử dụng những con này để làm âm thanh chuyên nghiệp thì hotline. Em xin nhắc lại số điện thoại để anh chị liên hệ mua hàng: 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cặp loa này em sẽ bảo hành cho anh chị là 6 tháng nha. Có lỗi chúng ta sẽ được đổi nha. Một đổi một trong vòng 30 ngày. Nếu như sau 30 ngày đó anh còn 5 tháng còn lại, anh chị sẽ được bảo hành sửa chữa miễn phí. Rồi, cảm ơn anh chị đã dành ít thời gian xem clip. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review tiếp theo. Có quan tâm tới sản phẩm em đang quay trong một video như thế này, hãy hotline theo số điện thoại cũng như địa chỉ em vừa nêu trên. Bye bye.